Phần 2: 30 tích đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama. Tiền kiếp của Đức Phật Gotama từ vô thủy trải qua vô số kiếp quá khứ cho đến kiếp chót là Đức Bồ Tát Siddhattha trở thành Đức Phật Gotama thì không thể nào kể bằng số được. Tuy nhiên trong bộ chú giải Jātaka, Jātakaṭṭhakathāpāḷi gồm có 547 tích đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama. Bắt đầu tích Apaṇṇaka Jātaka và tích cuối cùng Vessantara Jātaka. Những tích đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama này được Đức Phật thuyết trong trường hợp nếu gặp sự kiện nào hoặc nguyên nhân nào xảy ra trong kiếp hiện tại có liên quan đến tiền kiếp của Ngài với sự kiện ấy hoặc với các nhân vật ấy. Nhân cơ hội ấy, Đức Phật thuyết về tiền kiếp của Ngài để tế độ các chúng sinh ấy để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. Có 547 trường hợp như vậy, nên Đức Phật thuyết về tích của Ngài có 547 tích đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama được ghi trong Tam Tạng Bộ Chathakapali, gồm có 2 quyển bằng những câu kệ Gatha và được ghi trong 7 bộ chú giải Tathakathaka Thapali chi tiết rõ ràng, gồm có 547 tích, bắt đầu tích Apaṇṇaka Jātaka và tích cuối cùng Vessantara Jātaka. Trong bộ sách Nền tảng Phật giáo gồm có 9 chương chia làm 7 quyển. Chương thứ 8 Pháp Hạnh Ba-La-Mật thuộc quyển 6 có 3 tập. Pháp hạnh Ba-La-Mật có 10 pháp, mỗi pháp hạnh Ba-La-Mật có 3 bậc, bậc hạ, bậc trung, bậc thượng, nên gồm có 30 pháp hạnh Ba-La-Mật, 10 pháp hạnh Ba-La-Mật bậc hạ, 10 pháp hạnh Ba-La-Mật bậc trung, 10 pháp hạnh Ba-La-Mật bậc thượng. Quyển 6 này trình bày 30 pháp hạnh Ba-La-Mật, mỗi bậc pháp hạnh Ba-La-Mật được trích ra một tích đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama thực hành pháp hạnh Ba-La-Mật ấy, nên có 30 tích đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama. Bộ chú giải Tathakathaka Thapali gồm có 547 tích đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama. Quyển 6 này được trích dịch tóm lược 30 tích đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama. Quyển 6 có 3 tập. Tập 1 trình bày phần 1 10 pháp hạnh Ba-La-Mật và phần 2 pháp hạnh bố thí Ba-La-Mật, pháp hạnh giữ giới Ba-La-Mật, pháp hạnh xuất gia Ba-La-Mật gồm có 9 tích. 2. Tập 2 pháp hạnh trí tuệ Ba-La-Mật gồm có 3 tích. 3. Tập 3 pháp hạnh tinh tấn Ba-La-Mật, pháp hạnh nhẫn nại Ba-La-Mật, pháp hạnh chân thật Ba-La-Mật, pháp hạnh phát nguyện Ba-La-Mật, pháp hạnh tâm từ Ba-La-Mật, pháp hạnh tâm xả Ba-La-Mật gồm có 18 tích. Tên mỗi tích Jātaka. Tên mỗi tích Jātaka phần nhiều được lấy tên Đức Bồ Tát đặt tên tích Jātaka. Ví dụ tích Vessantara Jātaka, tích Vidura Jātaka, tích Buridatta Jātaka. Khi thì lấy tên đầu đề pháp đặt tên tích Jātaka. Ví dụ tích Devadama Jātaka, tích Garudama Jātaka, tích Asatama Tathakathaka. Khi thì lấy tên nơi chốn đồ vật đặt tên tích Jātaka. Ví dụ tích Arana Jātaka, tích Saketa Jātaka, tích Satu Basa Jātaka, tích Bisa Jātaka, Umanga Jātaka, vân vân. 30 pháp hạnh Ba-La-Mật. 10 Pháp hạnh Ba-la-mật bậc hạ có 10 tích, 10 Pháp hạnh Ba-la-mật bậc trung có 10 tích, 10 Pháp hạnh Ba-la-mật bậc thượng có 10 tích. Mỗi Pháp hạnh Ba-la-mật có 3 bậc. 1. Pháp hạnh bố thí Ba-la-mật có 3 bậc, bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 2. Pháp hạnh giữ giới Ba-la-mật có 3 bậc, bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 3. Pháp hạnh xuất gia Ba-la-mật có 3 bậc, bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 4. Pháp hạnh trí tuệ Ba-la-mật có 3 bậc, bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 5. Pháp hạnh tinh tấn Ba-la-mật có 3 bậc, bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 6. Pháp hạnh nhẫn nại Ba-la-mật có 3 bậc, bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 7. Pháp hạnh chân thật Ba-la-mật có 3 bậc, bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 8. Pháp hạnh phát nguyện Ba-la-mật có 3 bậc, bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 9. Pháp hạnh tâm từ Ba-la-mật có 3 bậc, bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 10. Pháp hạnh tâm xả Ba-la-mật có 3 bậc, bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Mỗi bậc Ba-la-mật có trích dẫn mỗi tích Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama thực hành pháp hạnh Ba-la-mật ấy. 1. Pháp hạnh bố thí Ba-la-mật có 3 bậc. 1.1. Pháp hạnh bố thí Ba-la-mật bậc hạ Dana Parami. 1.2. Pháp hạnh bố thí Ba-la-mật bậc trung Dana Upaparami. 1.3. Pháp hạnh bố thí Ba-la-mật bậc thượng Dana Paramatthaparami. Pháp hạnh bố thí Ba-la-mật bậc hạ như thế nào? Đức Bồ Tát thực hành pháp hạnh bố thí Ba-la-mật bậc hạ là Đức Bồ Tát bố thí những gì thuộc về bên ngoài thân thể của Đức Bồ Tát như của cải, tài sản, vàng bạc, châu báu, ngai vàng đến người khác, chúng sinh khác, thậm chí đem cả vợ con của mình bố thí đến người khác, không liên quan đến các bộ phận trong thân thể và sinh mạng của Đức Bồ Tát. Như vậy gọi là pháp hạnh bố thí Ba-la-mật bậc hạ Dana Parami. Pháp hạnh bố thí Ba-la-mật bậc trung như thế nào? Đức Bồ Tát thực hành pháp hạnh bố thí Ba-la-mật bậc trung là Đức Bồ Tát không những bố thí những của cải tài sản bên ngoài mà còn bố thí các bộ phận nào bên trong thân thể của mình như đôi mắt đến người khác nhưng không liên quan đến sinh mạng của Đức Bồ Tát. Như vậy gọi là pháp hạnh bố thí Ba-la-mật bậc trung Dana Upaparami. Pháp hạnh bố thí Ba-la-mật bậc thượng như thế nào? Đức Bồ Tát thực hành pháp hạnh bố thí Ba-la-mật bậc thượng là Đức Bồ Tát không những bố thí những của cải tài sản bên ngoài và bố thí các bộ phận bên trong thân thể của mình như đôi mắt mà còn bố thí sinh mạng của mình đến cho chúng sinh khác. Như vậy gọi là pháp hạnh bố thí Ba-la-mật bậc thượng Dana Paramatthaparami. 1. Pháp hạnh bố thí Ba-la-mật có 3 bậc Dana Parami. 1.1. Pháp hạnh bố thí Ba-la-mật bậc hạ Dana Parami. 1. Tích Đức Vua Bồ Tát Vessantara. Tích Vessantara Jātaka. Đức vua Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama sinh làm Đức vua Vessantara thực hành pháp hạnh bố thí Ba-la-mật bậc hạ Dana Parami. Tích này được bắt nguồn như sau. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Nigrodhārāma gần kinh thành Kapilavatthu. Nhóm bô lão dòng tộc Sakka tự cho mình lớn tuổi hơn Đức Phật nên họ không đảnh lễ Đức Phật. Đó là nguyên nhân Đức Thế Tôn thuyết tích Vessantara Jātaka để tế độ dòng tộc Sañjaya được tóm lược như sau. Đức vua Suddhodana, phụ vương của thái tử Siddhattha, ngự tại kinh thành Kapilavatthu, nghe tin Thái tử Siddhattha đã trở thành Đức Phật chánh đẳng chánh giác, có danh hiệu là Đức Phật Gotama, vào canh chót đêm rằm tháng 4 âm lịch, rồi thuyết pháp tới độ chúng sinh trong khắp mọi nơi. Nay, Đức Phật Gotama hiện đang ngự tại kinh thành Rājagaha. Từ kinh thành Kapilavatthu đến kinh thành Rājagaha, cách xa khoảng 60 do tuần. Đức vua Suddhodana có nguyện vọng muốn đảnh lễ Đức Phật Gotama và muốn dòng tộc Sakya được nghe Đức Phật thuyết pháp tới độ họ. Nên Đức vua truyền lệnh một vị quan lớn dẫn đầu 1.000 vị quan thuộc hạ tùy tùng đến hầu đảnh lễ Đức Phật Gotama, rồi kính thỉnh ngài ngự trở về kinh thành Kapilavatthu để Đức vua Suddhodana đảnh lễ và thỉnh ngài thuyết pháp tế độ dòng tộc Sakya. Vị quan lớn dẫn đầu 1.000 vị quan thuộc hạ tùy tùng lên đường từ kinh thành Kapilavatthu đến kinh thành Rājagaha, cách xa khoảng 60 do tuần. Khi vị quan lớn cùng 1.000 vị quan thuộc hạ tùy tùng đến ngôi chùa Veḷuvana, trong khi Đức Phật đang thuyết pháp, họ đứng sau hội chúng nghe pháp. Sau khi nghe pháp xong, vị quan lớn cùng với 1.000 vị quan thuộc hạ tùy tùng đều chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A-la-hán cả thảy, nên xem nhẹ lệnh truyền của Đức vua Suddhodana. Tất cả đều kính xin Đức Phật cho phép xuất gia, trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của ngài. Đức vua Suddhodana trông ngóng từng ngày vẫn không nghe tin tức, nên truyền một vị quan lớn dẫn đầu 1.000 vị quan thuộc hạ tùy tùng khác đi thỉnh Đức Phật Gotama. Cũng như lần trước, 1.001 vị quan sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp cũng đều chứng đắc thành bậc thánh A-la-hán, rồi kính xin Đức Phật cho phép xuất gia, trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của ngài. Đức vua Suddhodana lại truyền lệnh một vị quan lớn dẫn đầu 1.000 vị quan thuộc hạ tùy tùng khác. Như vậy, đến lần thứ 9, gồm có 9.009 vị quan đều chứng đắc thành bậc thánh A-la-hán cả thảy, rồi kính xin Đức Phật cho phép xuất gia, trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của ngài. Đức vua Suddhodana cảm thấy nóng lòng, muốn chiêm bái, đảnh lễ Đức Phật Gotama, đã gửi 9 phái đoàn gồm 9.009 vị quan mà vẫn không có tin tức gì cả. Xét thấy một vị quan lớn thân tín nhất trong triều đình, đó là vị quan Kāḷudāyī, người sinh cùng một ngày với Thái tử Siddhattha năm xưa, Đức vua truyền lệnh vị quan lớn Kāḷudāyī dẫn đầu 1.000 vị quan thuộc hạ tùy tùng đến hầu đảnh lễ Đức Phật Gotama, rồi bằng mọi cách kính thỉnh cho được Đức Phật Gotama ngự trở về kinh thành Kapilavatthu để cho Đức vua đảnh lễ và thiết tha muốn được nghe pháp của Đức Phật Gotama. Tuân lệnh Đức vua Suddhodana, vị quan lớn Kāḷudāyī dẫn đầu 1.000 vị quan thuộc hạ tùy tùng đến kinh thành Rājagaha, vào ngôi chùa Veḷuvana, trong khi Đức Phật đang thuyết pháp. Họ đứng sau hội chúng nghe pháp. Sau khi nghe pháp xong, vị quan lớn cùng với 1.000 vị quan thuộc hạ tùy tùng đều chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A-la-hán, rồi kính xin Đức Phật cho phép xuất gia, trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của ngài. Đức Phật ngự trở về kinh thành Kapilavatthu. Khi ấy, ngài Đại Đức Kāḷudāyī đảnh lễ Đức Phật, tán dương ân đức của Đức Phật với 64 câu kệ. Nay đúng lúc hợp thời, xin kính thỉnh Đức Phật ngự trở về kinh thành Kapilavatthu Để Đức vua Suddhodana, Đức Phụ Vương của Ngài chiêm bái đảnh lễ Ngài, tha thiết muốn nghe Ngài thuyết pháp tế độ dòng tộc Sắc Giá. Nhận lời thỉnh mời của Ngài Đại Đức Kāḷudāyī, từ ngày 16 tháng 2 Đức Phật Gotama bắt đầu khởi hành từ ngôi chùa Veḷuvana, kinh thành Rājagaha, ngự trở về kinh thành Kapilavatthu cùng với đoàn chư Đại Đức Tăng 20.000 vị. Cứ mỗi ngày đi được một do tuần từ kinh thành Rājagaha đến kinh thành Kapilavatthu, cách xa khoảng 60 do tuần. Như vậy, thời gian 2 tháng mới đến kinh thành Kapilavatthu. Ngài Đại Đức Kāḷudāyī, bậc thánh A-la-hán sử dụng thần thông, bay trở về kinh thành Kapilavatthu trước để báo cho Đức vua Suddhodana biết Đức Phật Gotama đang trên đường ngự trở về kinh thành Kapilavatthu. Nghe tin lành như vậy, Đức vua Suddhodana vô cùng vui mừng hoan hỷ, truyền lệnh cho các quan sửa soạn trang hoàng khu vườn Nigrodhārāma của dòng tộc Sắc Giá cho thật trang nghiêm, để chuẩn bị đón tiếp Đức Phật Gotama cùng 20.000 chư Đại Đức Tăng. Vào ngày 16 tháng 4 âm lịch, sau khi đã chứng đắc thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác, có danh hiệu là Đức Phật Gotama, được 1 năm lẻ 1 ngày, Đức Phật cùng với 20.000 chư Đại Đức Tăng ngự trở về kinh thành Kapilavatthu. Sau 6 năm, 10 tháng lẻ 1 ngày xa cách, kể từ khi Ngài còn là Thái tử Siddhattha, rời bỏ kinh thành Kapilavatthu, trốn đi xuất gia vào đêm rằm tháng 6 năm xưa cho đến nay. Đức vua Suddhodana cùng tất cả hoàng tộc Sắc Giá, dân chúng đón rước Đức Phật Gotama cùng chư Đại Đức Tăng rất trọng thể. Đức Phật cùng 20.000 chư Đại Đức Tăng ngự đến khu vườn Nigrodhārāma. Một số bậc bô lão trong dòng tộc Sắc Giá có tính ngã mạn nên suy nghĩ rằng Đức Phật còn trẻ tuổi cũng như hàng con cháu. Chúng ta là những bậc bô lão trong dòng tộc Sắc Giá, không nên đảnh lễ Đức Phật. Biết rõ ý nghĩ của họ, nên Đức Phật nhập đệ tứ thiền rồi hóa phép thần thông ra một con đường bằng thất báu trên hư không. Đức Phật đi kinh hành qua lại, cho bụi dưới chân Ngài rơi rớt xuống đầu những người thân quyến dòng tộc Sắc Giá của Ngài, rồi Ngài hóa phép thần thông Yamakapāṭihāriya, đặc biệt để tế độ tất cả mọi người thân quyến lớn nhỏ trong dòng tộc Sắc Giá đều phát sinh đức tin trong sạch, một lòng tôn kính và thành kính đảnh lễ Ngài. Yamakapāṭihāriya là phép thần thông như thế nào? Yamakapāṭihāriya là phép thần thông đặc biệt, có 2 dòng nước và lửa song song cùng phát ra từ 2 con mắt bên trái và bên phải, từ 2 lỗ tai bên trái và bên phải, từ 2 lỗ mũi bên trái và bên phải, từ 2 bên vai phải và vai trái, từ 2 tay phải và tay trái, từ 2 chân phải và chân trái, vân vân. 2 dòng nước và lửa có thể thay đổi vị trí nhau. Phép thần thông Yamakapāṭihāriya này chỉ Đức Phật mới có mà thôi, còn chư thánh thanh văn không có khả năng hóa phép thần thông này được. Khi ấy, Đức vua Suddhodana chắp 2 tay bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, sau khi đản sinh ra đời, Ngài trở về cung điện, con truyền lệnh cho bà nhũ mẫu ẵm Ngài đến để đảnh lễ vị đạo sư Kāḷadevila, thì Ngài hiện lên đứng trên đầu vị đạo sư. Đó là việc phi thường chưa từng có. Lần đầu tiên con đã đảnh lễ Ngài. Vào ngày lễ Vapa Mangala, lễ hạ điền, che lều, để Ngài ngồi ngự dưới cội cây trâm, mà bóng mát cây trâm đứng yên một chỗ không hề di chuyển, đó cũng là điều phi thường chưa từng có. Lần thứ nhì, con đã thành kính đảnh lễ Ngài. Hôm nay, nhìn thấy Ngài hóa phép thần thông Yamakapāṭihāriya, thật phi thường mà con chưa từng thấy. Lần thứ ba, con thành kính đảnh lễ Ngài. Nhìn thấy Đức vua Suddhodana đảnh lễ Đức Phật, cho nên tất cả mọi người thân quyến, các bô lão lớn và nhỏ trong dòng tộc Sakya đều phát sinh đức tin trong sạch, một lòng tôn kính và thành kính đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật từ trên hư không hiện xuống, ngự trên pháp tòa. Tất cả thân quyến lớn nhỏ trong dòng tộc Sakya ngồi tụ hội tại khu vườn Nigrodhārāma, có đức tin trong sạch nơi Đức Phật. Khi ấy, một trận mưa lớn như nước đổ xuống mặt đất, nhưng đặc biệt, những người nào muốn ướt thì nước mưa thấm ướt những người ấy, còn những người nào không muốn ướt thì nước mưa không thấm ướt người ấy. Tất cả các hàng thanh văn đệ tử đều chứng kiến một sự kiện phi thường chưa từng có. Chư Tỳ Khưu tán dương ca tụng rằng: thật là một điều kỳ diệu, thật là một điều phi thường chưa từng có. Do oai lực của Đức Phật, một trận mưa lớn rơi xuống những người thân quyến dòng tộc Sakya. Nghe chư Tỳ Khưu đang đàm đạo với nhau như vậy, Đức Phật bèn truyền hỏi rằng: này chư Tỳ Khưu, các con đang đàm đạo về chuyện gì vậy? Chư Tỳ Khưu bạch Đức Thế Tôn về chuyện ấy, nên Đức Thế Tôn bèn truyền dạy rằng: này chư Tỳ Khưu, một trận mưa lớn như vậy không những xảy ra trong thời hiện tại này, mà khi Như Lai còn là Đức Bồ Tát cũng đã từng làm một trận mưa lớn rơi xuống những người thân quyến của Đức Bồ Tát. Tiền kiếp của Như Lai cũng như vậy. Nghe Đức Phật truyền dạy như vậy, chư Tỳ Khưu kính thỉnh Đức Thế Tôn thuyết giảng về tích Đức Bồ Tát ấy, tiền kiếp của Ngài. Tích Đức Bồ Tát Vessantara. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn đang ngự tại khu vườn Nigrodhārāma gần kinh thành Kapilavatthu. Nhân dịp Ngài cùng 20.000 chư Đại Đức Tăng lần đầu tiên trở về kinh thành Kapilavatthu sau 6 năm 10 tháng lẻ 1 ngày xa cách, Đức Phật thuyết giảng tích Vessantara Jātaka. Đức Bồ Tát tiền kiếp của Ngài là Đức Vua Bồ Tát Vessantara, để tế độ toàn thể thân quyến trong dòng tộc Sakya, được tóm lược như sau. Trong thời quá khứ, Đức vua Sañjaya ngự tại kinh thành Jetuttara, trị vì đất nước Sivi, có chánh cung hoàng hậu Phusatī, được Đức vua Sañjaya sủng ái nhất. Khi ấy, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama đang hưởng mọi sự an lạc tại cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Đức vua trời Sakka ngự đến thỉnh Đức Bồ Tát xuống cõi người, tái sinh đầu thai vào lòng chánh cung hoàng hậu Phusatī của Đức vua Sañjaya tại kinh thành Jetuttara, đất nước Sivi, để bồi bổ cho đầy đủ các pháp hạnh Ba-La-Mật. Đức Bồ Tát tái sinh. Chấp nhận theo lời thỉnh mời của Đức vua trời Sakka, Đức Bồ Tát đã chuyển kiếp chết từ cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Sau khi Đức Bồ Tát chuyển kiếp chết, thiện nghiệp cho quả tái sinh vào lòng bà chánh cung hoàng hậu Phusatī của Đức vua Sañjaya, đất nước Sivi, đồng thời có 60.000 thiên nam cũng chuyển kiếp chết từ cõi Tam Thập Tam Thiên, thiện nghiệp cho quả tái sinh vào lòng 60.000 phu nhân của 60 vị quan trong triều đình của Đức vua Sañjaya. Khi bà chánh cung hoàng hậu Phusatī có thai thì thai nhi Đức Bồ Tát khiến mẫu hậu phát sinh đại thiện tâm, muốn làm phước thiện bố thí. Bà Chánh Cung Hoàng hậu Phusatī tâu trình Đức vua Sañjaya biết bà đã có thai và muốn làm phước thiện bố thí. Bà xin Đức vua cho phép lập ra 6 trại bố thí, 4 trại tại 4 cửa thành, 1 trại giữa kinh thành và 1 trại trước cung điện. Nghe Chánh Cung Hoàng hậu tâu cho biết đã có thai, Đức vua rất vui mừng, chuẩn theo lời tâu của bà. Mỗi ngày, Đức vua cấp 60.000 đồng Kahapana cho bà làm phước thiện bố thí tại 6 trại, theo ý muốn của bà Chánh Cung Hoàng hậu Phusatī. Đức vua truyền lệnh cho mời các vị quân sư Bà La Môn vào cung điện, hỏi về bà Chánh Cung Hoàng hậu Phusatī mang thai, có ý muốn làm phước thiện bố thí như vậy, có ý nghĩa gì? Các quân sư Bà La Môn tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, bà Chánh Cung Hoàng hậu Phusatī mang thai, mà thai nhi là một thái tử hoan hỷ, làm phước thiện bố thí bao nhiêu cũng không biết đủ. Nghe tâu như vậy, Đức vua cảm thấy vô cùng hoan hỷ. Do oai lực các pháp hạnh Ba-La-Mật của Đức Bồ Tát, từ khi mang thai Đức Bồ Tát, bà Chánh Cung Hoàng hậu Phusatī thường được nhận những lễ vật quý giá, có nhiều người hầu hạ, và Đức vua Sañjaya cũng thường nhận những cống vật quý giá từ các nước lân bang. Còn trong hoàng tộc, mọi người đều được hạnh phúc, an lạc, thần dân thiên hạ được an cư lạc nghiệp, dân giàu nước mạnh. Khi thai nhi Đức Bồ Tát tròn đủ 10 tháng, bà Chánh Cung Hoàng hậu Phusatī muốn du ngoạn quanh kinh thành nên tâu xin Đức vua Sañjaya. Đức vua chuẩn y theo lời tâu của bà, rồi truyền lệnh cho các quan và dân chúng trang hoàng kinh thành cho đẹp đẽ. Bà Chánh Cung Hoàng hậu Phusatī ngự trên xa giá sang trọng, lộng lẫy, cùng với các quan quân theo hộ giá, du ngoạn kinh thành. Khi xa giá đến giữa con đường của những người lái buôn, bà Chánh Cung Hoàng hậu Phusatī phát sinh triệu chứng sắp lâm bồn, sắp sinh. Đức vua truyền lệnh cho các quan làm phòng hộ sinh để cho bà Chánh Cung Hoàng hậu hạ sinh thái tử. Đức Bồ Tát Thái tử được đản sinh ra khỏi lòng mẫu hậu, rất sạch sẽ, không giống như những đứa trẻ khác. Đức Bồ Tát Thái tử vừa mới mở mắt, ngửa lòng bàn tay phải ra, liền tâu lời đầu tiên với mẫu hậu rằng: Muôn tâu mẫu hậu có của cải gì cho con sẽ làm phước thiện bố thí. Nghe thái tử tâu như vậy, bà Chánh Cung Hoàng hậu Phusatī vô cùng hoan hỷ, truyền dạy rằng: Này Hoàng nhi yêu quý, của cải của mẫu hậu, con hãy đem làm phước thiện bố thí, tùy theo sở nguyện của con. Bà liền cho một gói tiền 1.000 Kahapana đặt trên tay thái tử. Lễ đặt tên thái tử. Đức vua Sañjaya làm lễ đặt tên thái tử là Vessantara, nghĩa là thái tử đản sinh giữa con đường người lái buôn. Ngày Đức Bồ Tát Thái tử Vessantara đản sinh, một con voi lớn dẫn một voi con toàn thân đều màu trắng, bạch tượng, gọi là con bạch tượng an lành. Mangala Hathi được dâng lên Đức vua Sañjaya. Con bạch tượng con này được đặt tên Patraya bởi con bạch tượng này sinh ra do năng lực pháp hạnh Ba-La-Mật của Đức Bồ Tát Thái tử Vessantara. Đức Bồ Tát Thái tử Vessantara trưởng thành cùng với 60.000 công tử của 60.000 vị quan trong triều đình của Đức vua Sañjaya. Đức Bồ Tát Thái tử vốn có tính hoan hỷ trong pháp hạnh bố thí Ba-La-Mật. Thật vậy, Đức vua Sañjaya truyền lệnh làm đồ trang sức cho thái tử với giá trị 100.000 Kahapana, Khi ấy mới lên 4-5 tuổi, Đức Bồ Tát Thái Tử đã biết cởi đồ trang sức làm phước bố thí cho người nhũ mẫu, mà Thái Tử không chịu nhận đồ trang sức ấy từ người nhũ mẫu dân trở lại, nên người nhũ mẫu tâu sự việc ấy lên Đức Vua. Đức Vua truyền bảo rằng, đồ trang sức mà Hoàng Nhi của trẫm ban cho ngươi, đồ trang sức ấy thuộc về ngươi. Đức Vua truyền lệnh làm lại đồ trang sức khác cho Thái Tử. Cũng như lần trước, Đức Bồ Tát Thái Tử lại cởi đồ trang sức ra làm phước bố thí ban cho những người nhũ mẫu khác qua 9 lần như vậy. Đức Bồ Tát Thái Tử phát nguyện. Khi Đức Bồ Tát Thái Tử lên 8 tuổi, ngự trên lâu đài tư duy rằng: ta đã thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật bên ngoài thân thể. Pháp hạnh bố thí ấy chưa đủ làm cho ta phát sinh thiện tâm, hoan hỷ nhiều. Vậy ta nên phát nguyện muốn thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật bên trong thân thể của ta rằng: nếu có người nào đến xin trái tim của ta, thì ta cho phép mổ ngực của ta, lấy trái tim cho người ấy. Nếu có người nào đến xin đôi mắt của ta, thì ta sẽ đem đôi mắt cho người ấy. Nếu có người nào đến xin thịt trong thân thể của ta, thì ta sẽ cắt lẻo miếng thịt cho người ấy. Nếu có người nào đến xin máu trong thân ta, thì ta sẽ cắt đứt mạch máu để lấy máu cho người ấy. Nếu có người nào nói với ta rằng: ngươi hãy làm người tôi tớ của ta, thì ta cũng hoan hỷ làm một người tôi tớ trung thành, ngoan ngoãn vâng lời người chủ ấy. Khi ta phát nguyện thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật đúng sự thật như vậy, thiện tâm của ta vững chắc, không hề lay động. Khi ấy, do oai lực lời phát nguyện ấy khiến cho trái đất rung chuyển, đại dương nổi sóng, Đức Vua Trời Sakka phát sinh thiện tâm hoan hỷ. Đức Phạm Thiên cũng tán dương ca tụng Sadhu, lành thay, chư thiên Phạm Thiên đều phát sinh thiện tâm hoan hỷ. Đức Bồ Tát Thái Tử lên ngôi báu. Khi Đức Bồ Tát Thái Tử Vessantara trưởng thành lên 16 tuổi, có tài đức vẹn toàn, Đức Vua Sañjaya truyền ngôi báu cho Thái Tử Vessantara, đồng thời thành hôn với công chúa Maddī là con gái của Đức Vua Maddha. Đức Vua Maddha là em trai của mẫu hậu Phusatī. Đức Vua Bồ Tát Vessantara tấn phong công chúa Maddī lên ngôi chánh cung hoàng hậu của Đức Vua Bồ Tát Vessantara. Đức Vua Bồ Tát Vessantara lên ngôi ngự tại kinh thành Jetuttara, trị vì đất nước Sivi. Mỗi ngày, Đức Vua Bồ Tát chi 600.000 đồng Kahapana để thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật trong 6 trại bố thí mà mẫu hậu đã từng tạo phước thiện bố thí. Đức Vua Bồ Tát Vessantara ngự trên con bạch tượng báu được trang sức bằng những sợi dây vàng bạc châu báu quý giá đến 6 trại bố thí, mỗi tháng 6 lần. Hoàng tử Trali và công chúa Kaṇhājinā. Về sau, chánh cung hoàng hậu Maddī sinh hạ hoàng tử đặt tên là hoàng tử Trali, và mấy năm sau, chánh cung hoàng hậu lại sinh hạ một công chúa đặt tên là công chúa Kaṇhājinā. Hoàng tử Trali là đứa bé rất thông minh đỉnh ngộ, và công chúa Kaṇhājinā là đứa bé rất xinh đẹp, dễ thương. Hoàng tử Trali và công chúa Kaṇhājinā được phụ hoàng là Đức Bồ Tát Vessantara và mẫu hậu là Chánh Cung Hoàng hậu Maddī rất mực thương yêu và được Đức Vua Nội là Thái Thượng Hoàng Sañjaya và bà nội là Hoàng Thái hậu Phusatī cũng rất mực yêu thương. Đất nước Kalinga bị nạn hạn hán. Vào thời kỳ ấy, đất nước Kalinga bị nạn hạn hán kéo dài, mùa màng cày cấy không được, dân chúng bị cảnh đói khổ. Dân chúng từ các nơi kéo về trước cung điện của Đức Vua, cầu xin Đức Vua cứu giúp, làm cho trong nước mưa thuận gió hòa, để dân chúng làm mùa màng cày cấy. Thương cảm với nỗi khổ của dân chúng, Đức Vua hứa sẽ cố gắng hết mình để làm cho mưa thuận gió hòa. Đức Vua đã thọ trì bát giới Uposatha Sila suốt 7 ngày mà vẫn không có mưa. Đức Vua bèn truyền lệnh hội các quan văn võ trong triều và dân chúng trong kinh thành để tìm cách cứu giúp dân chúng. Dân chúng tâu lên Đức Vua rằng: Muôn tâu bệ hạ, Đức Vua Vessantara ngự tại kinh thành Jetuttara trị vì đất nước Sivi. Đức vua có con bạch tượng báu là con voi Magahati, bạch tượng hạnh phúc an lành. Con bạch tượng báu ấy ở nước nào thì nước ấy được mưa thuận gió hòa, mùa màng cày cấy thuận lợi, dân chúng được cuộc sống an cư lạc nghiệp. Đức vua Vessantara là bậc hoan hỷ làm phước thiện bố thí, vậy xin bệ hạ truyền lệnh gửi các vị Bà La Môn đến kinh thành Jetuttara chầu Đức vua Vessantara, xin Đức vua ban cho con bạch tượng báu ấy đem về nước ta. Chuẩn y lời tâu của dân chúng, Đức vua truyền tuyển chọn 8 vị Bà La Môn gửi đi đến kinh thành Jetuttara chầu Đức vua Vessantara, xin Đức vua ban cho con bạch tượng báu ấy đem về nước. Theo lệnh của Đức vua, 8 vị Bà La Môn lên đường đến kinh thành Jetuttara, hỏi thăm dân chúng trong kinh thành để biết Đức vua Vessantara ngày nào ngự đến trại bố thí. Được dân chúng cho biết vào sáng ngày hôm sau, Đức vua Vessantara sẽ ngự đến trại bố thí tại cửa thành phía đông, sau đó đến trại bố thí tại cửa thành phía nam, vân vân. Đức vua Bồ Tát bố thí bạch tượng báu. Vào sáng hôm ấy, con bạch tượng báu được trang sức bằng những dây vàng bạc châu báu quý giá. Đức vua Bồ Tát Vessantara ngồi trên con bạch tượng báu ấy cùng với đoàn quân theo hộ giá, ngự đến trại bố thí tại cửa thành phía đông. Đức vua Bồ Tát tự tay thực hành pháp hạnh bố thí Ba-la-mật đôi ba người, rồi sau đó giao cho các quan làm phận sự bố thí tiếp tục. Đức vua Bồ Tát có đoàn quân hộ giá đông đảo nên 8 vị Bà La Môn không thể tiếp cận với Đức vua Bồ Tát Vessantara được. Do đó, 8 vị Bà La Môn đến trại bố thí tại cửa thành phía nam đứng chờ sẵn. Khi Đức vua Bồ Tát Vessantara vừa mới đến thì 8 vị Bà La Môn quỳ gối chắp tay nói lời tán dương ca tụng ơn đức của Đức vua Vessantara, rồi tự giới thiệu rằng: Muôn tâu bệ hạ, bậc có tâm đại bi vô lượng cứu khổ chúng sinh, chúng tiện dân từ đất nước Kalinga, nơi ấy không có mưa, nạn hạn hán kéo dài, dân chúng trong nước không thể làm mùa màng cày cấy được, nên lâm vào cảnh đói khổ lầm than bởi thiên tai. Cho nên, Đức vua Kalinga phái chúng thần đến, cầu xin bệ hạ ban cho phước lành, bố thí con bạch tượng báu đem về nước để cho được mưa thuận gió hòa, dân chúng trong nước được sinh sống an cư lạc nghiệp. Nghe tâu như vậy, Đức vua Vessantara tư duy rằng: Ta đã phát nguyện thực hành pháp hạnh bố thí Ba-la-mật thuộc bên trong thân thể. mà những vị Bà La Môn này xin ta bố thí những của cải bên ngoài thân thể. Dù như vậy, ta vẫn hoan hỷ thực hành pháp hạnh bố thí Ba La Mật, ban con bạch tượng báu này cho nhóm Bà La Môn từ đất nước Kalinga được toại nguyện như ý. Đức vua Bồ Tát Vessantara đang ngự trên con bạch tượng báu mà truyền bảo rằng: Này các vị Bà La Môn, trẫm sẽ ban con bạch tượng báu này cho các ngươi sẽ được toại nguyện. Đức vua Bồ Tát Vessantara ngự xuống con bạch tượng báu, đi xung quanh ba vòng, xem xét các đồ trang sức của con bạch tượng báu, không thiếu một món đồ trang sức nào. Rồi Đức vua Bồ Tát Vessantara cầm bình vàng đựng nước hoa thơm, truyền gọi các vị Bà La Môn rằng: Này các vị Bà La Môn, các ngươi hãy đến đây. Đức vua Bồ Tát Vessantara cầm cái vòi con bạch tượng báu, đặt lên hai bàn tay của vị Bà La Môn, rồi rót nước hoa thơm từ cái vòi con bạch tượng báu chảy rơi xuống hai bàn tay của vị Bà La Môn.